All twerking like Miley, twerking like Miley. Long, mày có tính trả nợ tao không? Đừng co cú nhảy, bước ra đây. Anh, theo em thấy tình hình anh em mình cứ đi về, nó nhây ghê. Không, đây lần thứ N, bọn mình đã phải đợi. Đi về là sẽ chết, chết nhan rằng ngồi đây. Hôm nay đã phải đợi là phải lấy hết nợ, không thể để nó thoát được. Chết cha rồi anh, em thấy thật cam. Làm sao biết tin mình qua nên nó không về. Chết rồi, giờ anh em mình sao sống? Về đại ca vùi xác chúng mình, bọn mày im đê. Từ từ tao nghĩ cách coi, nghĩ làm chi cho mất công. Nó đã đi dịch còn đâu, thằng này cấm ngay. Mở mồm ra toàn nói xùi, đi về. Thằng này nó nợ dai quá, mai mai em chẳng lấy được. Vậy còn con Nhung thì sao? Ấy chết em chưa ghé vào, mày còn cứ đứng đấy à? Sửa soạn lên đó đòi đi, còn không đừng vác cái mặt về. Vẫn như mọi khi, năm bọn em đến đây để lấy tiền. Bố trí được chưa cho bọn em nhanh lên, còn đi quán khá chú cho chị khắp. Lần này thôi chú yên tâm, chị sẽ trả cả gốc lẫn lời. Ngồi xuống đây mình cùng uống nữa. Trẻ tính sao đại ca, nếu không đòi xong chắc bọn mình toi. Không nói nhiều có đưa tiền không để tôi còn đi. Bà đừng có ghi kèo, ngày hôm nay bà không trả hết nợ, chúng tôi sẽ giết nha. Cái thứ con gái con đứa mà nợ suốt ngày. Chú tha cho chị một lần nữa thôi. Chờ từ giờ tới mai chị sẽ lên huyện, chị bốc bát họ rồi chị sẽ đưa cái gì bà đừng có mơ. Bà lại lừa chúng tôi như mấy hôm nọ, và giờ rốt cuộc bà định thế nào? Đại ca ơi, em đã cùng các em trở về rất gọn gàng, không lộ tâm tính. Được rồi anh sẽ thương, lần này thương rất to. Cảm ơn anh, chúng em giao hàng luôn. Tốt lắm, tốt lắm. Mày nhìn cái gì kìa? Mày nói mày nhìn xem bố mày bán gì mà mày mày phát cái của nợ này về đây. Đại ca cứ thả em ra đi, quá đẩy nó chất hơn, nhiều hơn. Đại ca cứ chở nhanh nào. Đây đây đây, đại ca thấy được chưa? Đeo không? Đấy được đấy, được đấy. Đấy đồng đấy, đồng đấy. Chút xéo là phải làm sao? Nếu các bạn có nhu cầu mua ạc Free Fire, ạc Liên Quân, PUBG thì hãy ghé shopnct.com.